Giới huyền học khẳng định tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 biết trước ba bí mật này: tài lộc hưng vượng, tiền tỷ cầm tay tiêu xài trong tháng 6 năm 2023. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thầy tử vi học có chỉ rõ, con giáp tuổi Tý sinh năm 1984 là một con giáp gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên trong năm thì vẫn có những tháng hạn, có tháng may mắn, vận may của con giáp này sẽ tụ lại vào những thời điểm nhất định, chứ không dàn ra cả năm, nên con giáp này cần phải nắm bắt đúng thời cơ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt đến với bản thân mình. Khi xem tử vi hàng tháng cho 12 con giáp thì các bậc thầy huyền học có luận đoán tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 là một tháng có điểm báo quý nhân vượng hơn các con giáp khác. Đây chính là thời điểm khởi sắc cho con đường công danh, tiền tài đối với con giáp tuổi Giáp Tý. Thời điểm này bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về. Nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội này thì chắc chắn sẽ đổi đời sau một đêm. Để biết được vận trình cụ thể trong tháng riêng sẽ như thế nào, vận may từ đâu mà đến và làm sao có thể nắm bắt được vận may ấy thì xin mời quý anh chị theo dõi video chi tiết ngày hôm nay của Đại Phú Quý nhé. Giới huyền học khẳng định tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 biết trước ba bí mật này: tài lộc hưng vượng, tiền tỷ cầm tay tiêu xài trong tháng 6 năm 2023. Đầu tiên là đặc trưng tính cách của người tuổi Giáp Tý. Nam và nữ sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, tức tuổi con chuột, thường gọi là ốc thượng chi thử, tức chuột nóc nhà. Mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim, có tính cách nội tâm, hướng nội. Trong đời sống cũng như công việc rất ít khi những người này thổ lộ, chia sẻ, nên với người khác họ là người vô cùng bí ẩn. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim, tuy không tâm sự chuyện của mình nhưng lại là đối tượng đáng tin cậy để người khác gửi gắm những tâm sự của mình và không lo lộ bí mật thầm kín. Bản thân những người mang mệnh hải trung kim, tức vàng, kim loại trong biển, dù quý nhưng khó khai thác và trong lòng biển khơi nó quá nhỏ bé, vì vậy đây là những người luôn có cảm giác mình nhỏ bé với cuộc đời nên họ có ý thức vươn lên, dễ thuận ứng biến với từng hoàn cảnh. Những người tuổi Giáp Tý mệnh hải trung kim là đại diện cho những người sống vì mình trước khi vì người khác. Cách suy nghĩ thực tế này đôi khi họ bị cho là người sống ích kỷ. Tuổi Giáp Tý mệnh hải trung kim là đại diện cho tính cách nghĩa khí, uy tín và được nhiều người tín nhiệm. Họ rõ ràng trong mọi vấn đề, công bằng và cũng chẳng hề dựa dẫm vào ai. Tiếp theo là tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 năm 2023 âm lịch có lẽ không phải là một khoảng thời gian quá thuận lợi đối với người tuổi Giáp Tý, thậm chí do ảnh hưởng của quá nhiều hung tinh, các kế hoạch của bản mệnh phải chịu cảnh dậm chân tại chỗ, khó đạt được bước tiến lớn lao. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện tương phá cản lối, con giáp này thường vướng phải những chuyện lục đục nội bộ. Kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay khiến công việc tưởng chừng thuận lợi, bỗng chốc vấp phải nhiều khó khăn. Nếu bạn không giữ vững được quan điểm của mình thì rất dễ lạc mất hướng đi, suy nghĩ bốc đồng hoặc có những hành động sai trái. Tài lộc cũng khó có những bước tiến như ý muốn, bạn tốn nhiều thời gian và công sức để cạnh tranh với đối thủ nên dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi mà thành quả cũng chưa thể thấy được quá rõ ràng. Tử vi tháng 6 năm 2023, tuổi Giáp Tý âm lịch, thấy rằng có lẽ đây là khoảng thời gian bạn phải chấp nhận hy sinh để bon chen, giành giật tìm ra lợi thế của mình và trông đợi vào cơ hội ở tương lai. May mắn là dù nhiều phương diện cuộc sống lâm vào bế tắc, song đường tình cảm của bản mệnh vẫn có những điểm sáng. Do ngũ hành tương sinh đem lại ảnh hưởng tích cực nên quan hệ vợ chồng đa phần yên bình, ít sóng gió xảy ra. Hai người hãy trò chuyện trao đổi với nhau nhiều hơn, đối phương sẽ là điểm tựa giúp bạn vượt qua sóng gió. Cụ thể về tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Tý cũng khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 6 này,
đây là thời điểm bạn cần chú trọng giữ chặt số tiền mình có trong tay, chứ không phải là ham đầu tư mạo hiểm, dẫn đến cảnh phá sản trắng tay. Bản mệnh sẽ gặp nhiều kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ đáng gờm, khiến bạn phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Nếu đó là cạnh tranh lành mạnh, bạn cần cố gắng hết sức mình. Dù hơi mệt mỏi một chút, song bạn sẽ dần dần tìm ra điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp. Còn nếu thấy dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh, bạn cần cẩn thận trong từng đường đi nước bước, tránh xa vào cái bẫy kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, cũng như năng lực của bản thân mình. Đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham thắng thế, đến mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được như dự tính. Việc lương thưởng dậm chân tại chỗ cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Giáp Tý âm lịch thấy rằng tháng này vẫn có các tinh thiên đức chiếu mệnh. Bạn có trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thì vẫn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách là bàn đáp để thăng chức tăng lương. Về sự nghiệp, nhiều khó khăn ập đến trong phương diện sự nghiệp vào tháng 6 này, đòi hỏi người tuổi Giáp Tý phải gồng mình ứng phó. Nếu bạn có ý định bỏ cuộc giữa chừng thì chỉ khiến công lao đổ sông đổ bể và kẻ xấu đắc chí mà thôi. Dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng. Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình. Càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất, hãy tập trung làm tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể xảy ra vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của người khác. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Với người còn trẻ tuổi, nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng dễ khiến bạn đánh mất định hướng của mình. Khi cảm thấy mù mờ về tương lai, bạn có thể tâm sự với những người đáng tin cậy. Đối phương chắc chắn sẽ chỉ cho bạn những định hướng phù hợp. Đừng nên giấu những suy tư ở trong lòng rồi hành xử theo cảm tính. Bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối. Về sức khỏe, điều đáng mừng là dù có nhiều sự việc xảy ra trong tháng này, song sức khỏe của người tuổi Giáp Tý lại không phải chịu ảnh hưởng nào quá lớn. Bạn hãy khuyến khích bản thân tiếp tục suy nghĩ tích cực, lạc quan, rồi khó khăn nào cũng sẽ trôi qua mà. Bên cạnh đó, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia thêm vào các hoạt động thể thao, hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Về tình duyên, phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng đáng chú ý trong vận trình của người tuổi Giáp Tý. Nhờ có các mối quan hệ vợ chồng, lứa đôi tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy quá tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà tìm được động lực để tiến về phía trước. Với các cặp vợ chồng, ngũ hành tương sinh khiến hai người ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống, không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau. Ngược lại, sau mỗi tranh cãi là một lần hai người thêm hiểu về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để dung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau, song nếu đã trò chuyện lâu, bạn sẽ nhận thấy những điểm hay, điểm tốt của đối phương đấy. Tiếp sau đây là vận trình chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch. 1. Tuần 1 từ ngày 1 tháng 6 đến 7 tháng 6. Xem tử vi tuần đầu tháng của 12 con giáp, người tuổi Giáp Tý có một tuần khởi đầu khá thuận lợi. Tuần này những người bắt đầu quay trở lại làm việc, không gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí trình ấn và thiên ấn soi chiếu, còn giúp bạn lập tức tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Phương diện tài lộc của bản mệnh
chủ yếu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần khi mà tất cả mọi người đều đã tìm lại nhịp độ sống thường ngày. Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp tục gặt hái được lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn, khách hàng quen thuộc. Giao dịch mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh lúc nào cũng nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. 2. Tuần 2 từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6. Về cơ bản thì tuần này của người tuổi Giáp Tý có khung, có cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Chỉ cần bạn chịu chăm chỉ, tập trung làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, do có tam hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tuần này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Trên phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những mối đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này, cốt là bạn chú ý, tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu quá tích cực. Tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn. Song bạn chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. 3. Tuần 3 từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Bước sang tuần mới, người tuổi Giáp Tý được Thái Dương cát tinh che chở nên vận trình có rất nhiều điểm sáng. Bản mệnh trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà tìm ra những giải pháp phù hợp, phá vỡ thế bế tắc, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa, người khởi nghiệp làm ăn kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ấn quan xuất hiện ở giữa tuần giúp bản mệnh có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc đấy nhé. Tuy nhiên cũng trong tuần này, người tuổi Giáp Tý còn có điềm báo hao tài khi mà kiếp tài ngáng trở. Nếu không giữ được tỉnh táo thì rất có thể bản mệnh sẽ vướng phải cạm bẫy, tiền bạc về đến tay nhưng chẳng thể giữ nổi, cuối cùng đánh mất tài lộc vào tay người khác. 4. Tuần thứ tư từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Tuần này cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu tuần mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bí tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng. Công việc được dự báo rất hanh thông, tuần này rất thích hợp để cầu danh lợi. Kết quả đạt được khả quan. Tuần này Giáp Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Về tình hình sức khỏe trong tuần này, tuổi Giáp Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Chúng ta cùng đến với cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch. Khẩu quyết: nhân duyên không mấy lý tưởng, các mối quan hệ xa cách và nhạt nhòa. Quý nhân, tuổi Thân, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Con số may mắn trong tháng: nam Giáp Tý sinh năm 1984, thuộc mệnh Kim. Trong tháng 6 âm lịch,
sẽ tương hợp với các con số 6, 7 hành kim, tương sinh với các con số 2, 5, 8 hành thổ và 0, 1 hành thủy, sẽ gặp nhiều may mắn, tự tin phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ. Nữ Giáp Tý sinh năm 1984 thuộc mệnh kim, trong tháng 6 âm lịch sẽ tương hợp với các con số 6, 7 hành kim, tương sinh với các con số 2, 5, 8 hành thổ và 0, 1 hành thủy, sẽ tạo thiện cảm thuận lợi trong giao tiếp và gây ấn tượng với đối phương. Số hợp sẽ giúp bạn cải mệnh về gia chánh, công việc và cả tình duyên. Tiếp theo là màu sắc phong thủy của tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch. Màu xanh dương nhạt diễn tả sự nhẹ nhàng và mỏng manh trong mối quan hệ. Màu xanh dương nhạt còn truyền đi thông điệp là sự thông cảm, sẻ chia. Màu xanh dương đậm bộc lộ trí tuệ, sức mạnh, vững vàng. Trong việc làm, màu xanh dương đậm là hình tượng của tính chuyên nghiệp, hiệu suất cao. Màu trắng là hình tượng của sự hoàn mỹ và cái thiện. Màu trắng mang ý nghĩa của sự đơn thuần, nhã nhặn và bảo đảm an toàn. Đây là nguyên do vì sao bệnh viện thường sử dụng màu trắng, thiên thần thường mặc phục trang màu trắng. Màu nâu là màu của gỗ tự nhiên, biểu lộ vững chắc và chắc như đinh. Màu nâu cũng là sắc tố tượng trưng cho sự nam tính, mạnh mẽ, lịch sự của quý nam nhân. Màu nâu còn là màu hình tượng của sự chân chất, ngay thật của miền quê và là sự đoàn kết của dân tộc bản địa. Quý vị thân mến, có những vết thương lòng khiến bạn không bao giờ có thể nguôi ngoai và đó có thể do lỗi của bạn hay là lỗi của bất cứ ai khác. Bạn hãy thử tha thứ cho chính bản thân mình, tha thứ cho những người kia vì mọi thứ đều tuân theo quy luật, không có điều gì hoàn hảo. Thay vì chỉ trích, oán hận, hãy mở lòng bằng sự bao dung, thương cảm, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Lời khuyên cho bạn là hãy sống thuận theo tự nhiên vì có những thứ đến rồi đi. Nếu bạn cố níu giữ, những gì đã qua chỉ làm cho bản thân thêm tổn thương. Đau đớn vì quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai là điều không đáng một chút nào. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ về vận trình của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 6 âm lịch. Hy vọng điều này sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra và có thể xác định được hướng đi đúng đắn cho bản thân. Đừng quá lo lắng về những vận xấu hay xui xẻo, bởi chúng ta hoàn toàn có thể tiêu tan, phòng tránh và nắm bắt được may mắn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vận đen và vận may không phải là những điều tuyệt đối, thay vào đó chúng là một thách thức cho chúng ta để phấn đấu và cải thiện bản thân mỗi ngày. Hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng và khả năng của mình, xác định mục tiêu và kế hoạch để đạt được chúng. Chúng ta sẽ gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống, nhưng không có gì có thể ngăn chúng ta đạt mục tiêu nếu chúng ta quyết tâm và nỗ lực. Hãy luôn lạc quan và tích cực, và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị có một tháng mới với nhiều may mắn và thành công.